Và bây giờ mình sẽ kẹp thử motor này vào, xem motor này chạy dòng điện ở điện áp 5V là bao nhiêu nha. Và như vậy là mạch sẽ sạc cho pin cho đến khi điện áp đạt 4,2V. Và do bên trong mình đã cài đặt điện áp quá áp là 4,2V, cho nên khi đạt đến giá trị 4,2V thì mạch sẽ tự động ngắt điện và báo còi nha các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Hiện tại trên tay của mình đang là bộ nguồn hạ áp đa năng DC6006L. Sản phẩm sẽ có chức năng hạ áp với điện áp đầu vào là từ 6 cho đến 70V và sẽ cho ra điện áp đầu ra có thể tùy chỉnh được là từ 0 cho đến 60V. Và dòng tải tối đa của mạch là 6A, tương đương với công suất là 360W. Với màn hình hiển thị TFT có kích thước 1.44 inch, hiển thị sắc nét các hàm số nha. Và đây đi kèm với bộ nguồn gồm có rất là nhiều phụ kiện nha các bạn. Và đầu tiên ở đây là một chiếc túi đựng rất là đẹp nha các bạn. Các bạn có thể đựng bộ nguồn để mang đi hoặc là chúng ta có thể cất giữ. Khi mình đánh giá thì cũng khá là đẹp nha. Tiếp theo là một cặp dây, một đầu bắp chuối và một đầu kẹp nha các bạn. Và một cáp hai đầu tiếp C và một cáp micro USB, một domino có hai diode nha. Và bốn đế nhựa cao su đã có sẵn keo. Nếu cần thiết thì các bạn có thể tháo ra và dán lên bộ nguồn, tránh bộ nguồn có bị trơn trượt nha các bạn. Và ở phía đằng sau của bộ nguồn sẽ có ký hiệu là in từ 6 cho đến 70V. Như vậy là chúng ta sẽ cấp nguồn điện áp DC từ 6V cho đến 70V nằm trong khoảng này nha các bạn. Và chúng ta có thể cấp nguồn ở 3 điểm. Đầu tiên là cặp rắc cái bắp chuối đục cũng có ký hiệu là cộng trừ nha. Và phía dưới là rắc cái DC 5.5mm và cuối cùng là cổng tiếp C. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng cáp hai đầu tiếp C kèm theo để cấp nguồn cho bộ nguồn nha. Và bên cạnh là một quạt giải nhiệt nhỏ, khi đạt đến nhiệt độ nhất định thì quạt sẽ tự động chạy nha các bạn. Và phía trước sẽ có một màn hình TFT với kích thước là 1.44 inch, hiển thị các thông số như là điện áp, dòng điện, công suất, điện áp đầu vào, điện áp đầu ra cũng như là nhiệt độ của mạch. Và bên cạnh có một nấm chiếc áp encoder dùng để chuyển đổi các thông số cũng như là tăng giá trị các thông số. Và các nút nhấn được ký hiệu dùng để chuyển đổi các thông số cũng như là chuyển đổi giá trị cài đặt cũng như là mở tắt thiết bị. Và phía dưới cũng có cặp sắt bắp chuối cái nha các bạn. Và một cổng micro USB để giao tiếp với máy tính. Các bạn chú ý là để đạt được công suất đầu ra là 360W thì nguồn đầu vào của các bạn phải đạt ít nhất là 360W nha các bạn. Và như đây, đầu vào chúng ta cấp bao nhiêu thì ở phía đầu ra thì điện áp mà chúng ta điều chỉnh tối đa sẽ gần bằng với điện áp đầu vào nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ cấp điện áp đầu vào là 12V thì ở phía đầu ra khi mình điều chỉnh thì tối đa sẽ gần bằng 12V nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn 12V từ adapter này. Và đây trên màn hình đang hiển thị các thông số như là thời gian, watt, ampere, volt cũng như là set điện áp đầu ra, có bao gồm cả nhiệt độ và dòng điện nha các bạn. Và bây giờ hiện tại thì mình sẽ xoay nấm xoay để chuyển đổi các giao diện hiển thị. Khi mình dặn sang bên phải thì giao diện hiển thị sẽ hiển thị thêm điện áp đầu vào. Đây là điện áp đầu vào của ký hiệu là chữ in. Đây là 12,46V. Và đây là giao điện cài đặt bao gồm 5 mục. Mục thứ nhất được ký hiệu là default switch. Khi chúng ta bật sang on thì khi mà chúng ta cấp nguồn thì điện áp đầu ra sẽ luôn mở nha các bạn. Còn khi mà đặt sang off thì khi chúng ta gỡ nguồn và cấp nguồn lại thì ở phía đầu ra là mặc định là off nha. Và mục thứ hai là mục cài đặt ngôn ngữ. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai ngôn ngữ gồm tiếng Trung và tiếng Anh nha. Và mục thứ ba là thời gian tự động tắt màn hình. Và mục thứ tư là chúng ta có thể cài đặt hướng của màn hình nha các bạn. Và mục thứ năm là cài đặt đơn vị của nhiệt độ, bao gồm độ F và độ C. Và tiếp theo là mục cài đặt các giá trị bảo vệ. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có 5 mục. Mục thứ nhất là cài đặt quá điện áp. Mục thứ hai là cài đặt quá dòng điện. Mục thứ ba là cài đặt quá công suất. Và mục thứ tư là cài đặt quá nhiệt độ. Mục thứ năm là cài đặt quá thời gian. Khi chúng ta cài đặt thời gian xong, chúng ta chuyển sang on thì mặc định mạch khi chúng ta chuyển sang chế độ on thì mạch sẽ đếm hết thời gian như chúng ta đã cài đặt, sau đó sẽ tự động ngắt và báo còi nha các bạn. Ở đây thì sẽ có hai giá trị để chúng ta set ở nguồn đầu ra, đó là điện áp và dòng điện. Để set được thì chúng ta sẽ bấm phím VA. Trên màn hình sẽ hiển thị tại vị trí mà chúng ta muốn set, sau đó thì chúng ta sẽ bấm phím mũi tên qua lại để
để chuyển đổi giá trị cần cài đặt nha. Ví dụ bây giờ mình sẽ set điện áp đầu ra là 5V. Ở đây mình sẽ đặt là 5,23V. Và mình bấm phím VA để chuyển sang cài đặt giá trị dòng điện. Ở đây mình sẽ để là 1A. Sau đó mình sẽ bấm phím ON. Thì phía dưới sẽ hiển thị điện áp ở phía đầu ra đang là 5,23V. Và bây giờ mình sẽ lấy đồng hồ VMM đo thử nha. Và ở đây trên đồng hồ VMM mình đang đo được là khoảng 5,25V. Cũng sắp xỉ gần bằng nhau nha các bạn, do có một sai số chút ít rất là nhỏ nha. Và bây giờ mình sẽ kẹp thử motor này vào, xem motor này chạy dòng điện ở điện áp 5V là bao nhiêu nha. Và motor đang chạy ở trạng thái không có nước là khoảng 0,56A nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử đặt giá trị dòng điện ở phía đầu ra xem nhỏ hơn 0,5A, xem mạch sẽ báo như thế nào nha. Và như vậy là trên màn hình của mạch đang hiển thị là chữ CC màu đỏ nha các bạn, có nghĩa là báo quá dòng và điện áp đã sụp xuống và không đủ hoạt động cho motor luôn nha các bạn. Ví dụ đây mình có một nguồn tua âm 48V và mình cũng sẽ cấp vào đầu vào của mạch để điều chỉnh nha. Và như vậy là do mình cấp nguồn đầu vào là 48V cho nên ở phía đầu ra mình có thể điều chỉnh tối đa sẽ gần bằng với 48V nha. Ở đây mình điều chỉnh được ở phía đầu ra là khoảng 43,43V nha. Ví dụ đây mình có một động cơ 775 288W và có thể sử dụng điện áp là từ 12 cho đến 24V. Và đầu tiên mình sẽ cấp thử 12V nha. Và dòng điện ở đây mình sẽ đặt tối đa là 6A. Và như vậy là động cơ đang chạy không tải ở điện áp 12V là khoảng 0,46A, khoảng 5,71W nha các bạn. Và do là động cơ hoạt động được từ điện áp 12V cho đến 24V DC cho nên bây giờ mình sẽ tăng dần điện áp lên. Và như vậy là động cơ hoạt động ở điện áp 24V không tải là 0,55A nha các bạn, 13,4W. Và cuối cùng là các mục cài đặt bảo vệ. Mục thứ nhất là cài đặt bảo vệ quá áp, ở đây mặc định là 61V là giá trị cao nhất mà chúng ta có thể cài đặt nha. Ví dụ mình sẽ cài đặt là 30V, sau đó mình lưu lại. Lúc này ở phía ngoài chúng ta có thể cài đặt điện áp đầu ra cao nhất là 30V nha các bạn. Khi mình vượt quá số V đã cài đặt thì mạch sẽ ngắt điện và còi sẽ báo liên tục nha. Tiếp theo là cài đặt bảo vệ quá dòng điện, ở đây mặc định là 6,1A. Bây giờ ví dụ mình sẽ cài đặt là 2A và mình sẽ thử với 4 hành led này nha. Và 4 hành led này có dòng điện cao hơn 2A cho nên mạch sẽ ngắt điện đầu ra, sau đó sẽ báo còi liên tục. Ví dụ bây giờ mình sẽ trả lại mặc định là 6,1A. Ở đây mạch đang đo được dòng tiêu thụ của 4 hành led này là khoảng 6A nha các bạn, 74W. Và nãy mình cài đặt bảo vệ là 2A cho nên mạch đã ngắt dòng điện đầu ra và kêu liên tục. Và cũng như vậy, mục thứ 3 là cài đặt quá công suất, mặc định là 360W. Và ví dụ mình cài đặt ở đây là 50W. Và công suất của 4 hành led là 70W.
hơn công suất mình đã cài đặt, cho nên mạch cũng ngắt dòng điện đầu ra và báo còi liên tục. Và mục số 4 là cài đặt quá nhiệt độ. Mặc định là 100 độ C. Nhiệt độ là nhiệt độ bên trong mạch nha các bạn. Ví dụ khi mình cài 60 độ C thì khi nhiệt độ vượt qua 60 độ C thì mạch cũng sẽ ngắt dòng điện đầu ra và báo còi liên tục. Và cuối cùng mục số 5 là cài đặt thời gian ngắt nha. Và ví dụ đây mình sẽ để mặc định là 5 giây và mình sẽ chuyển sang chế độ on. Điều này có nghĩa là mạch sẽ so sánh thời gian ở phía dưới. Nếu mà thời gian lớn hơn thì mạch sẽ ngắt nguồn điện đầu ra và báo còi liên tục. Ví dụ đây đang là 3 phút, bây giờ mình sẽ chuyển sang on thì mạch sẽ ngắt nguồn điện đầu ra ngay lập tức và báo còi liên tục. Bây giờ mình sẽ ngắt điện đầu vào và cắt nguồn điện lại thì thời gian sẽ đếm lại từ đầu cho đến đủ thời gian như mình đã cài đặt thì mạch sẽ tiếp tục ngắt điện đầu ra và còi sẽ kêu liên tục. Và đây để tắt được màn hình để tiết kiệm điện thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím on off thì mạch sẽ tắt màn hình, nhưng mà ở phía đầu ra vẫn giữ trạng thái nha các bạn. Và để mở lại thì chúng ta sẽ tiếp tục nhấn giữ phím on off. Và đây đi kèm theo mạch sẽ có một bảng mạch bao gồm một domino và dưới sẽ có hai diode. Và đây chúng ta sẽ sử dụng mạch diode này để sạc cho pin, để tránh dòng điện từ pin hồi về mạch có thể gây hỏng mạch nha. Ví dụ đây mình có một cục pin 18650. Và do pin 18650 có điện áp sạc và ngắt sạc là 4,2V, cho nên ở đây mình sẽ cài đặt là 4,2V. Và dòng điện mình để là khoảng 0,5A nha các bạn. Tùy vào pin các bạn bao nhiêu thì các bạn sẽ điều chỉnh dòng sạc cho thích hợp nha. Ở đây mình sẽ để là 0,5A, là khoảng 500mA. Sau đó trong mục cài đặt bảo vệ mình sẽ để là 4,2V. Để khi mạch sạc pin đầy đến 4,2V thì mạch sẽ tự động ngắt điện nha các bạn. Và đây chúng ta sẽ lấy cực dương ở phía đầu ra của mạch và cho vào chân bên trái của domino này. Dòng điện sẽ đi theo chiều mũi tên này nha các bạn. Và chân còn lại của domino mình sẽ đưa vào cực dương của pin. Và đầu âm còn lại của pin mình sẽ đưa vào cực âm của nguồn. Và đây sau khi mình lắp pin xong, mình sẽ chuyển mạch sang trạng thái on để xuất điện áp đầu ra. Và đây điện áp sạc đây là khoảng 3,94V. Và dòng điện đang sạc cho pin là khoảng 0,49A. Và như vậy là mạch sẽ sạc cho pin cho đến khi điện áp đạt 4,2V. Và do bên trong mình đã cài đặt điện áp quá áp là 4,2V, cho nên khi đạt đến giá trị 4,2V thì mạch sẽ tự động ngắt điện và báo còi nha các bạn. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.